Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game. Trò đầu tiên là Tom Time Rush. Trộn tháp tinh bền là tháp tinh bền. Chơi trò Tom Time Rush thì mình chơi từng trò nhân vật mà mình chơi. Rồi mình chơi đến đây thôi. Trò tiếp theo là Little Sin Home. Những nhân vật này mình phải mua bằng tiền xu. Máy đã nâng cấp rồi nhưng mà tiền về hơi ít. Đây vòng quay may mắn. Rồi để chơi thôi. Thì đấy, đây là mình phải xem quảng cáo để nhận 3 vật phẩm. Mình có đi xem không? Ồ, có 500 để lấy đầu xu này. qua nhưng không được. Rồi nó sẽ cao nhiều quá. Rồi mình sẽ sang trò tiếp theo, sau đi đắp. Trò tiếp theo là cát runner. Đây có hai trang phục mới này. Mình phá tan mạng đi. Mà từ lúc đang chơi game thì toàn nghĩa quảng cáo không. Chỗ mình đang cưới voi này. Bắt đầu thử ván trượt tăng tốc thôi. Trò tiếp theo là Going Balls. Nhận được 2 vật phẩm miễn phí. Ôi, mình đi hơi khó đảo. Ôi. Đây là màn mới tiếp này. Mình đi đường nào được ấy. Đây nhà màn khó đấy. Em đang cảm nhận thấy nhưng mà chơi cực kỳ khó luôn. Chọn được cả 3 ôi trúng đồng xu luôn. Ui, quả bom nó khá nổ khi chạm vào. Sẽ phải đi ngay luôn. Sắp đến rồi. Trò tiếp theo là Join Blob Crash. chẳng biết là monster. Một quả trứng đã được mở. Đây là gì rồi? Happy Wookie rồi. Và này mình sẽ lấy alien bất kỳ con vật nào để hóa thành một con quái vật. Fight. Cái này giống như đầu trâu mà thân hình giống một con rồng. Mà cái đuôi mọc ra cái đuôi giống như con bò cạp. Rồi, trò cuối cùng là Turbo Star. Nâng cấp. Cái đập đấy là lên đấy rồi. Từ sau con biết là mình là hai trăm để dùng 500 để lấy đồng xu.